Tổng hợp những chuyện cười vỡ bụng về tình yêu gặp lại trước khi đi công tác nước ngoài một năm, cô gái vì lo lắng người yêu ca chịu nổi cám dỗ nhất thời mà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Làm chuyện có lỗi với mình nên đang bày mưu tính kế đưa chàng vào tù. Ngày từ biệt, nàng thút thít nói, chỉ một năm thôi, anh ở trong này chờ em về nhé, rất nhanh thôi. Em sẽ quay về đón anh ngay. Một năm sau, y hẹn nàng lái xe đến đón chàng về. Sau bữa tối ấm cúng và lãng mạn, chàng phóng hỏa thiêu cháy tất thảy rồi lập tức đi tự thú. Người xem khẩn trương mang chàng trở lại buồng giam, quan sát người bạn tù mặt đẫm nước mắt, chàng cười bảo, đồ ngốc, khóc cái gì mà khóc, anh đang nói là sẽ quay lại ngay thôi mà. Tán tỉnh thất bại vì chiều lòng bạn gái thấy cậu bạn cùng phòng tỏ vẻ ủ rũ, tí hỏi, mày sao thế Tèo? Thất tình à? Tèo thở dài đáp, con gái tại sao lại khó hiểu như vậy? Rõ ràng tao đã nỗ lực hết sức chiều theo ý thích của cô ấy, thế mà lại giận dỗi, chuyện ra sao, kể đầu đuôi tao xem thử, mày cũng biết tao tán em tụn lâu lắm rồi. Hôm qua, em ấy tự nhiên kêu âu sầu, rồi muốn đi đến một nơi nào đó để khóc thật to và thoải mái. Bảo tao biết chỗ nào không đưa em ấy đi, Tèo kể. Tí gật gù, cơ hội tốt để lấy lòng đấy. Thế mày đã đưa em ấy đi đâu? Tèo thở dài đáp, tao nghe xong đưa em ấy đi đám ma. Chả hiểu sao về chặn mạng xã hội Facebook và điện thoại tao luôn. Rõ ràng là bảo muốn đến nơi nào đó để khóc thật to còn gì khác, chả hiểu còn đòi hỏi ra sao nữa. Đàn ông đừng nên hẹn hò thời điểm trời mưa hai chàng trai tán dóc với nhau, một người hỏi, ê. Mày sợ nhất điều gì khi đi chơi với bồ, tao cực kỳ sợ nếu đang đi đường với bồ mà gặp trời mưa. Người kia ngạc nhiên hỏi, sợ thì sợ thiệt, nhưng đâu đến nỗi, cực kỳ sợ, ừ. Nếu như mày tấp vô chú mưa trúng một quán ăn hay shop thời trang coi, vụ này thì cực kỳ sợ thiệt. Yêu nhầm cô nàng mệnh hỏa buổi tối, tổ buồn phiền, ôm một hộp quà trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng tò mò hỏi, có chuyện gì sao trông mày thảm quá? Tổ khổ cực nói, tao bị em tũn đá rồi. Vừa mới tặng quà sinh nhật là em ấy trở mặt luôn, phũ thế. Câu bạn cảm thán mà mày tặng gì mà em nó lại nổi giận thế, tổ uất ức nói, mày cũng biết em tũn mệnh hỏa, và xưa giờ chỉ thích dùng đồ gì hợp mệnh thôi. Hôm trước tao hỏi em ấy sinh nhật thích gì để tặng. Em ấy bảo cái gì hợp mệnh hỏa là được.